Chắc chắn rồi nhỉ? Hachi! Cái hắt hơi đó mạnh thật. Hình như không chỉ có nước mũi bay ra khỏi Haley. Đây, lấy áo của tôi này. Có vẻ mặc quần trắng là một ý tưởng tồi tệ. Ôi, làm con gái thật khổ. Ôi, đã đến lúc chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Trang điểm thân đẹp nào. Chỉ một giọt nước hoa thôi. Không có ai quanh đây cả. Tôi muốn chắc chắn rằng tôi có mùi như một đồng cỏ xinh đẹp suốt đêm. Ái chà, Lana, bạn có thể hơi quá tay rồi. Ôi, mùi tuyệt vời. Chúa ơi, mùi gì vậy? Tại sao cô ấy lại thoa nhiều nước hoa như vậy? Ôi trời ơi, tôi khó thở quá. Gì vậy nhỉ? Cả một vườn hoa ói lên người cô ấy hay sao ấy? Chà, ít nhất thì bạn cũng không bị người khác làm ngơ, phải không Lana? Bữa trưa luôn là lúc tán phét hợp lý. Và như thường lệ, Sophia có rất nhiều câu chuyện hay để kể. Và trong khi lắng nghe, bạn nhấm nháp đồ uống. Wow, hẳn là Lily khát lắm đấy. Cậu tưởng tượng được chứ, tớ cưỡi ngựa á. Ồ, tớ buồn đi tiểu quá. Được rồi, gần đến rồi. Chờ chút, bộ đồ liền này cứ như pháo đài kỳ nấy. Mình sẽ phải cởi tuốt ra chỉ để đi tè. Sao hôm nay mình không mặc quần bình thường cơ chứ? Lâu gì mà lâu thế? Bây giờ thì tuột dây ra. Trong này lạnh phết nhỉ? Hy vọng không ai bất ngờ xông vào. Không thì họ cũng bất ngờ lắm đấy. À, mascara, bước cuối cùng của quá trình trang điểm công phu. Nhưng tại sao bạn luôn hắt hơi ngay trước khi nó khô? Vâng, có vẻ như phần trang điểm mắt cần được thực hiện lại. Trừ khi bạn muốn để đôi mắt phong cách gấu trúc, tốt hơn bạn nên nhắn tin cho sếp rằng sáng nay bạn sẽ đến trễ. Được rồi, một ngày mới là một khởi đầu mới. Ồ, thôi nào, lại một lần nữa ư? Lần này hãy thử mở mắt ra. Và mascara sẽ không dính vào mắt của bạn nữa. Hey, nó hoàn toàn hiệu quả. Tất cả những gì bạn cần bây giờ là một tách cà phê cho một buổi sáng hoàn hảo. Nhìn đẹp đấy Olivia. Cuối cùng cũng được nghỉ trưa trên mái nhà sau một buổi sáng làm việc vất vả. Ôi trời ơi, cậu có thấy kỳ quan đó không? Kỳ quan đó? Ồ vâng, chúng tôi chắc chắn nhìn thấy nó rồi. Trời ơi, cậu có nghĩ rằng anh ấy đã nhìn thấy chúng ta không? Tôi còn không trang điểm chút nào ấy. Nhanh lên, tân trang lại một chút nào. Có lúc, tất cả bạn cần chỉ là một cú tân trang nóng bỏng bất ngờ mà thôi. Từ việc chỉnh trang tóc siêu tốc, đến việc tô lại chút son. Ái chà, Emily nghiêm túc hẳn luôn. Đôi khi, chỉ cần một chút thay đổi cũng có thể biến bạn thành một người phụ nữ mới mẻ và lộng lẫy. Được rồi, các quý cô, chúng ta đã sẵn sàng chưa? Đây có phải là những cô nàng lúc nãy nữa không? Ai đó gọi người biên đạo đi, vì những cô gái này đỉnh quá. Tại sao quay chậm việc đi bộ lại làm cho mọi thứ trông quyến rũ hơn gấp 10 lần? Ồ, chuẩn bị cho cú hất tóc này. Vâng, Emily tuyệt lắm. Olivia đang cắn môi đầy quyến rũ. Các cậu ơi, chúng tôi đã đi bộ được một lúc rồi. Bạn có nghĩ rằng anh chàng dễ thương kia có thấy kỳ không? Vào những ngày tồi tệ như thế này, không có gì đỉnh hơn là nhét đầy khoai tây chiên và một chiếc bánh burger lớn thơm ngon vào miệng. Trời ơi, ngon vãi chưởng. Được rồi, đến lúc trở lại với thực tế rồi. Ái chà, chắc chắn là tôi ăn quá nhiều rồi. Tôi cảm thấy như mình sẽ nổ tung mất. Sẽ không ai nhận ra nếu tôi tháo vài nút quần đâu, phải không? Phuh, tốt hơn nhiều rồi. Ôi, tôi phải đi nằm đây. Nhồi nhét đồ ăn vào mặt dường như là một ý tưởng hay đấy. Nhưng giờ quần jean của bạn không vừa nữa rồi. Chết mất, tôi phải đến lớp sau 10 phút nữa. Nhưng tôi không thể kéo thứ dở hơi này qua hông được. Ôi, thôi nào. Được rồi, và thế là hết, tôi sẽ chia tay với món khoai chiên. Ừ thì, đằng nào cũng không phải tuần này. Chúc mừng sinh nhật Olivia. Ôi, mùi tuyệt quá. Ồ, dạo này mình đang không được ăn đường. Salad ơi, lại đây nào. Chúc mừng sinh nhật tôi. Vị y như sô-cô-la vậy. Đấy là khi sô-cô-la có vị đắng ngắt và khô như rau cải lông. Đây là sinh nhật tồi tệ nhất. Các cậu ơi, bánh có ngon không thế? Làm ơn nói là vị nó dở ạch đi. Hãy nhìn xem,
Không ai nói ăn uống lành mạnh là dễ dàng cả. Ái chà, quả lê đó được bao lâu rồi? Mình mua nó từ bao giờ nhỉ? Ưu, từ khi nào thì lê có mùi như nách thế? 26. 27. Tập luyện chán quá. Đó có phải là bánh rán không? Có phải giờ tôi thiếu ăn quá nên tôi bị ảo ảnh đồ ăn không? Tập xong phần gặp bụng đi Olivia. Những món ngon đang bị đe dọa. Gần xong phần mắt rồi. Chỉ còn bước kẻ mắt nữa thôi. Từ từ. Brian, đợi chút. Vội vã trong khi kẻ mắt không bao giờ là tốt cả. Ồ, đó có được tính là đường kẻ không? Chắc chắn là không đều nhau rồi. Cậu có nhà không hả Lily? Đợi tí. Thôi, mình sẽ sửa bên kia cho đều nhau vậy. Gần được rồi. Kiên nhẫn một tí đi. Liệu vòng luẩn quẩn này có bao giờ kết thúc không ta? Sao mình ra ngoài thế này được chứ? Có thể điều này sẽ có ích chăng? Ờ, thế này mà gọi là có ích à? Trông còn kém đều hơn lúc đầu ấy. Có lẽ mình có thể làm điều tương tự ở đây. Đỡ hơn chút rồi. Ít nhất trông chúng cũng giống nhau phải không? Được rồi, mình đi học đây. Chào. Mặt cậu bị làm sao thế? Im lặng mà đi thôi được chứ. Tôi nên gạch cái gì ra khỏi danh sách những việc cần làm nhỉ? Giặt giũ này, đã xong. Đi mua trái cây rau. Trời ơi, tôi đã để cái bình xịt côn trùng ở đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, đây rồi. Được rồi con nhện kia, My sẽ không còn nhởn nhơ được bao lâu nữa đâu. Trời ơi, nó chuồn đi đâu rồi? Nhện hả? Thôi rồi, tôi nghĩ chắc vài ngày tới tôi khỏi ngủ luôn rồi. Được rồi, tôi sẽ đi đến cái khách sạn ở dưới con đường này. Tôi không muốn tìm thấy bất cứ người bạn cùng phòng tám chân nào ngày hôm nay đâu. Tôi chắc nên sắp xếp quần áo vài ngày tới. Tôi không biết sẽ đi trong bao lâu, tầm 2 hay 3 ngày gì đó chăng? Tôi tự hỏi mất bao lâu thì cái thứ gớm ghiếc đó mới biến mất đây. Ôi, có vẻ Olivia sẽ không thể rời đi nhanh chóng được. Cũng may là nhện không thể bỏ quá nhanh. À, có phải nhện đang bò trên người tôi không? Là nhện đúng không? Được rồi, tôi không có thời gian để chờ cái cửa đó mở đâu. Tôi đi đây, đừng lo lắng nhé các hàng xóm của tôi. Tôi chỉ đang chạy khỏi một con nhện thôi mà, không có gì để nhìn ở đây cả. Tóc xuân là tuyệt đẹp nhưng đôi khi thật vui nếu thay đổi một chút và một cái máy duỗi tóc sẽ làm việc đó. Hey, tại sao nó không hoạt động? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tóc của tôi vẫn xoăn tít. Thôi nào. Gì thế này? Vài ngày trước nó vẫn hoạt động tốt mà. Thật kỳ lạ, nó thậm chí còn không nóng lên. Nó bị hỏng rồi à? Tại sao nó không hoạt động? Vâng, lý do đây rồi. Dây điện thậm chí còn chưa được cắm vào. Chắc bạn đang cảm thấy mình thật ngu ngốc phải không Olivia? Chà, tôi nghĩ dù sao tóc tôi khi để thế này vẫn đẹp hơn. Dù bạn có tin hay không, nhắn tin là cả một nghệ thuật. Cũng như việc dành thời gian kể đầu đuôi câu chuyện thông qua điện thoại thông minh là một kỳ công. Nhưng phần hay nhất ư, chờ đợi bạn mình trả lời tin nhắn siêu đỉnh ấy. Thôi nào cô gái, cậu đọc tin nhắn đấy trong bao lâu vậy? Được rồi Haley, tôi biết cậu đang dùng điện thoại mà. Trời ơi, tôi phải chờ bao lâu đây? Tới Giáng sinh à? Đây rồi. Nghiêm túc à? Mất bao nhiêu thời gian mà cậu chỉ nói được thế thôi sao? Ồ, hết chịu nổi rồi. Cô ấy không thoát được với lời đáp lười nhác ấy đâu. Tôi sẽ đến nhà cô ấy và thông báo rằng thế này là không được. Wow, Vicky như kiểu sắp hòa làm một với chiếc taxi đó rồi. Cô ấy sắp sửa nổ tung mất. Tôi tới đây. Sao? Cậu cũng mở cửa chậm như trả lời tin nhắn chứ gì? Vicky, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Có chuyện này này. Tôi dành thời gian để nhắn cho cậu câu chuyện hay như thế này. Tôi biết tôi nên sử dụng cả biểu tượng cảm xúc nữa mà.